hiểu được một bài của họ và bắt đầu lọc, bắt đầu hay này, suy nghĩ cái cách suy nghĩ của họ về cuộc sống hay nhỉ. Bắt đầu từ đó là ngày nào là cũng vào đọc cả, từ đó ngày nào là cũng vào đọc và lọc like cái trang đó và lọc cho nó vào cái top page đầu tiên, tức là người dùng xem nhìn đầu tiên của những khi mà nó xuất hiện ra màn hình. Đến Facebook thì lọc dần tầm khoảng là những cái giai đoạn lúc đầu lọc đọc đọc á, tầm level như các bạn á thì sẽ rất là khó để có thể đọc nguyên trọn vẹn một bài, nhưng đọc được chừng nào thì các bạn cứ đọc. Và các bạn phải tạo thói quen ngày nào cũng tương tác với trang tây. Thì ta tạo tương tác như thế nào, đó là like từng page, đôi khi like vì hình ảnh, đôi khi like một cái gì đó các bạn thích và like. Sau đó các bạn bình luận, đến cái phần bình luận, nếu như các bạn nghĩ rằng mình yếu kém và mình tự ti về tiếng Anh của mình bình luận mình sửa sai thì các bạn sai rồi. Các bạn bình luận gì cũng không quan trọng và không ai đọc đâu, mà đến lúc các bạn chắc chắn rồi sẽ được đọc. Nhưng cái đó, cái bình luận ra đó là cái gì, các bạn gọi là bước ra để đưa ra những cái suy nghĩ của mình và cũng như rằng là đưa đưa những cái định kiến của mình về cái câu chuyện đó. Thì lúc đó ngày càng các bạn sẽ có những cái thích thú, tò mò và tương tác. Mà khi các bạn tương tác thì tự nhiên các bạn bắt đầu tạo thói quen đọc bài đó và cứ enjoy đọc cái đó như là một câu chuyện cuộc sống. Rất nhiều câu chuyện trên đó lọc đọc lọc là thấy rất hay, cách nhìn của họ về cuộc sống rất hay và các bạn sẽ rút ra được những bài học. Và từ đó khi nói chuyện với người nước ngoài các bạn sẽ hiểu lý do vì sao họ lại hành động như vậy. Các bạn khi hiểu lý do vì sao bạn người nước ngoài của bạn hành động như vậy thì dần dần bạn sẽ hiểu và kết nối bạn ấy hơn thông qua những câu chuyện này đấy. Ví dụ Lộc có ông bạn là Chris, người New York. Bạn ấy New York, bạn ấy làm việc ở New York. Và sau khi Lộc đọc đọc một thời gian, Lộc follow cái này, Lộc hiểu con người. Và tự nhiên Lộc giao tiếp với bạn này dễ dàng, vì sao bạn ấy làm như vậy, vì sao bạn lại nói những câu rất là thẳng và rất là như vậy. Chính nhờ những câu chuyện đó.